my name is Yan, and today I will teach you the vocabulary of Unit 9. Can you guess what's the topic of Unit 9? Lunchtime. Lunchtime. Listen to me. Lunchtime. So, hello, xin chào tất cả các bạn. Cô là Nhân và hôm nay cô sẽ dạy các bạn một số từ vựng ở chủ đề của bài số 9. Lunchtime. Giờ ăn đến rồi. Ok, hãy đến với từ vựng đầu tiên của chúng ta. Lunchbox. Lunchbox. Để mà có đồ ăn thì chúng ta sẽ phải đựng đồ ăn đúng không? Vậy chúng ta sẽ đựng đồ ăn trong cái gì? Khi mà chúng ta ăn trưa, khi chúng ta đem cơm đến trường. Ok, lunchbox. Lunchbox. Hộp đựng đồ ăn. This is my lunchbox. This is my lunchbox. Ok, next one. Chúng ta có sandwich. 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 Have you ate sandwich? Do you have sandwich for breakfast? Các bạn có ăn bánh kẹp, kẹp thịt vào buổi sáng hay không? Okay. Drinks. Khi ăn thì chúng ta không thể yếu được, uống đúng không? Ăn nhiều sẽ bị khát và chúng ta cần uống nước hoặc là uống những món đồ khác. Vậy chúng ta sẽ có từ drinks. 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 I have got two sandwiches and a drink. I've got two sandwiches and a drink. Vừa nãy chúng ta ăn sandwich rồi thì bây giờ chúng ta sẽ uống thêm một ít sữa nữa. Right, a drink. Next one, apple. 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 Sau khi ăn cơm thì chúng ta có thể ăn tráng miệng đúng không? Và chúng ta sẽ tráng miệng bằng hoa quả. Và loại quả rất là quen thuộc với các bạn đó là apple. I have got three apples. I've got three apples. Ngoài quả táo ra thì chúng ta còn có thể ăn quả gì nữa nhỉ? Chúng ta còn có thể có quả gì sau bữa ăn nữa nhỉ? Banana. 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 I don't have any banana. I don't have any banana. Tôi đã ăn táo rồi, thế nên là hôm nay tôi không ăn chuối nữa. Ok. Và có một thức bánh mà chúng ta sẽ rất thích ăn vào buổi chiều. Biscuits. 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 Các bạn có đoán được đó là loại bánh gì không? Ok, đó là bánh quy. Biscuits. I can share my biscuits with you. I can share my biscuits with you. Tôi có thể share bánh quy cho bạn đấy. Bạn ăn không? Ok. Các bố mẹ ơi, các bạn để cho các con có thể làm được bài tập và học được toàn bộ chương trình cấp 1 theo chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì bố mẹ hãy truy cập ngay vào trang web của englishamom.com bố mẹ nhé.